Ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Mercedes GLS 450 4MATIC, cái tên làm mưa làm gió ở thị trường Việt suốt những năm qua kể từ khi được trình làng lần đầu vào tháng 3 năm 2020. Kể từ khi ra mắt tới bây giờ, chiếc xe không ngừng được cải tiến bởi hãng nhằm mục đích đưa chiếc xe trở thành chùm cuối của những chiếc SUV. Và mới đây, Mercedes đã tung ra phiên bản Mercedes GLS 450 4MATIC 2021. Với những cải tiến mới được trang bị, giúp cho chiếc xe bắt kịp thời đại và luôn giữ được tình cảm của mọi khách hàng. Và sau đây chúng ta sẽ đi sâu vào bên trong chiếc Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 để xem chiếc xe này đặc biệt ở chỗ nào mà lại khiến ba con tim mê mẩn nó đến vậy. Có lẽ cái tên của chiếc xe đã nói lên tất cả giá trị của chiếc xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021. Bởi vì đây là chiếc GLS nơi hội tụ đầy đủ những yếu tố đỉnh cao của hãng Mercedes, nơi nghỉ ngơi, thư giãn của những ông chủ sau những giờ làm việc. Mặc dù có giá bán lên tới 5 tỷ đồng, tuy nhiên, Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 sở hữu một ngoại hình ấn tượng bởi sự bề thế của một chiếc SUV 7 chỗ. Tuy nhiên cũng không kém phần thể thao cũng như sang trọng là những gì ta có thể bắt gặp khi nhìn chiếc Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 từ bên ngoài. Theo như thông số từ nhà sản xuất cung cấp thì chiếc xe có độ dài, rộng, cao lần lượt là 5.226, 2030, 1.845mm, dài hơn 77mm và rộng hơn 22mm so với người tiền nhiệm. Nhờ được thừa hưởng lối thiết kế Sensual Purity, sự gợi cảm thuần khiết đã mang tới cho chiếc xe những đường nét có vẻ uyển chuyển và thu hút hơn. Thêm vào đó là những gói trang trí AMG lại giúp gia tăng sự rắn chắc khỏe khoắn cho toàn bộ chiếc xe. Một sự kết hợp hài hòa giữa hai gói trang bị vừa thể thao vừa uyển chuyển được tích hợp cùng một lúc lên một chiếc xe, điều này càng làm gia tăng thêm sự đặc biệt cho một chiếc xe đặc biệt. Ở khu vực đầu xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 là một sự chắc chắn cần phải có của một chiếc SUV cỡ lớn. Khi được trang bị hai thanh kim loại được mạ chrome to bản chạy song song và ở chính giữa là logo Mercedes to bản giúp cho phần đầu xe trở nên dữ dằn hơn. Kết hợp với sự mạnh mẽ đó là sự sang trọng mà cặp đèn mang tới. Tất nhiên trên một chiếc SUV với giá thành như vậy thì không thể thiếu đi cặp mắt Manti. Bim LED với 84 bóng LED hiệu suất cao có tầm chiếu lên đến 650m nhờ tính năng Ultra Range. Hai bim phía dưới ở hai bên là hai hốc gió to bản được thiết kế bốn cánh gió hai bên không chỉ góp phần tăng thẩm mỹ cho chiếc xe mà còn tạo thêm tính khí động học cho xe. Phía trên nắp capo có tới 4 đường gân được dập nổi tạo một điểm nhấn rất lớn cho phần đầu xe. Di chuyển qua thân xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 thì chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được sự to lớn và bề thế của chiếc xe khi bốn hốc bánh được mở rộng ra để tạo sự cân đối với một chiếc xe to bản như vậy. Thêm vào đó là những yếu tố không thể thiếu trên một chiếc xe Mercedes hiện nay như nẹp chrome quanh khuôn cửa sổ, bậc lên xuống hợp kim hay những đường gân chạy xuyên suốt thân xe. Một điểm đáng chú ý khác là phần mâm của chiếc xe khi được trang bị bộ mâm 21 inch AMG 5 châu kép, bạc giúp cho chiếc xe trở nên cân đối và thể thao hơn. Qua đến phần đuôi xe ta có thể thấy sự hiện hữu rõ nhất của lối thiết kế Sensual Purity khi toàn bộ phần đuôi xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 được bo tròn mềm mại, thể hiện rõ nhất qua cụm đèn hậu khi đường như không có một đường thẳng nào DGC tạo ra. Phía dưới là cặp ống xả hình chữ nhật được ốp viền chrome và được liên kết bởi một đường chrome dài chạy cắt ngang đuôi xe. Tiếp đến khi bước vào khoang nội thất ta có thể cảm nhận được sự sang trọng bậc nhất qua gói trang bị nội thất Exclusive. Ở khoang lái nổi bật hơn cả màn hình kép quen thuộc trên những chiếc xe Mercedes hiện nay với kích thước lên đèn 12,3 inch. Tiếp đến là vô lăng 3 chấu tinh tế được bọc da nappa kết hợp với nhiều nút bấm. Khu vực bề tí tay trung tâm được ốp gỗ sồi anthracite vân nổi màu xám và nổi bật hơn nữa là hai tay cầm được thiết kế nhô cao vừa giúp trang trí cho không gian. Chiếc xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 trở nên thể thao vừa giúp cho người lái và hành khách ở hàng ghế trước có điểm tựa khi xe băng qua những địa hình gồ ghề, hiểm trở. Do được cải tiến về chiều dài, xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 nên hai hàng ghế sau trên phiên bản mới này đã có được sự thoải mái nhất định. Cụ thể, thoải mái nhất vẫn là hàng ghế giữa với độ ngả lưng tốt và có khả năng chỉnh điện 6 hướng với cụm điều khiển tích hợp trên bệ cửa. Khoang hành lý rất đáng khen khi hệ thống treo khí nén Ematic sẽ nhận biết được khi nào bạn chất đồ lên khoang hành lý và tự động hạ thấp khung gầm xuống để tạo sự thuận tiện. Bên cạnh đó, tính năng đá cốp hands-free access đã được tích hợp giúp chủ nhân có thể mở cốp bằng chân khi hai tay đang xách đồ. Trong những trường hợp cần không gian lớn để chứa đồ, người dùng có thể linh động gập cả hai hàng ghế sau để nâng dung tích khoang hành lý lên 2.400 lít.
Ngoài ra, trên khoang nội thất Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 DEC trang bị rất nhiều tiện nghi như cửa sổ trời toàn cảnh panorama, điều hòa 3 vùng độc lập làm mát nhanh và sâu. Ngoài ra còn có công nghệ thông minh như giao diện MBUX, Mercedes-Benz User Experience thế hệ mới nhất. Người lái có thể điều khiển MBUX qua màn hình cảm ứng, điều khiển bằng giọng nói, nút điều khiển cảm ứng trên tay lái hoặc bàn điều khiển touchpad. Một số trang bị quen thuộc khác trên những chiếc xe như hệ thống loa Buckminster, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu mang lại không gian lung linh hơn vào ban đêm. Ngoài ra còn rất nhiều những trang bị tiện nghi khác được tích hợp trên chiếc xe. Phía dưới nắp capo Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 là khối động cơ i6 hoàn toàn mới. Dung tích 3.0 lít có công suất lên đến 367 mã lực tại 5.500 đến 6.100 vòng phút và mô-men xoắn cực đại đạt 500 nm ở 1.600 đến 4.500 vòng phút. Kết hợp cùng với đó là hệ thống động cơ điện 48V có khả năng hỗ trợ tức thời 22 mã lực và 250 nm cho động cơ đốt trong, giúp xe bứt tốc nhanh chóng ở mọi giải tốc độ và loại bỏ hoàn toàn độ trễ khi nhấn chân ga. Chính khối động cơ đặc biệt này đã giúp cho chiếc Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 có thể tăng tốc từ 100 km chỉ trong 6,2 giây và đạt vận tốc tối đa là 246 km/h. Kết hợp với đó là hộp số 9 cấp 9G, TRONIC truyền đến hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian biến thiên thông minh giúp cho chiếc xe hoạt động trơn tru và mạnh mẽ hơn. Cuối cùng là những trang bị an toàn được trang bị trên xe cũng khá đầy đủ như hệ thống tự động sấy phanh khi trời mưa để đảm bảo cho má phanh luôn được bám và phanh hoạt động tốt. Hệ thống phanh nhấp nháy khẩn cấp Adaptive. Hệ thống này giúp cho xe ở phía sau có thể nhận biết được xe phía trước đang trong tình trạng phanh khẩn cấp thông qua việc nháy liên tục của đèn sau được trang bị ở phần trên của kính chắn gió sau. Ngoài ra, ở bộ phận phanh còn có các công nghệ được trang bị như hệ thống chống bó cứng phanh ABS hay hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BAS, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang. Tính năng Pre-Safe trên xe. Tính năng này đặc biệt ở chỗ khi người lái vừa thắt dây đai an toàn thì dây sẽ tự siết một lực vừa đủ để giữ chặt người vào ghế. Không những như vậy, camera hồng ngoại của chiếc xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 có thể phán đoán được việc va chạm sắp xảy ra để rồi tự động lùi ghế lái về sau giúp cho người lái không bị va đập về phía trước. Tính năng Pre-Shape Sound cho phép bộ loa trên xe phát ra âm thanh đối nghịch lại với âm thanh của vụ va chạm giúp bảo vệ thính giác của chủ nhân. Ngoài ra, trên xe Mercedes GLS 450 4MATIC 2021 được trang bị 70 yếu tố của chức năng cảnh báo mất tập trung Attention Assist giúp xác định việc người lái có mệt mỏi hoặc có đủ khả năng tiếp tục lái xe hay không. Nếu không thì màn hình sẽ cảnh báo bằng cách hiện lên hình ly cà phê trên màn hình, tạo nên sự an toàn tuyệt đối khi lái xe. Và còn rất nhiều những tính năng khác đang chờ khách hàng khám phá trên chiếc xe đặc biệt này. Tóm lại, đây là một chiếc SUV siêu sang với trang bị nội ngoại thất cũng như những tiện nghi bậc nhất, phục vụ trực tiếp cho những vị khách hàng thực sự đặc biệt. Nếu quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này, chúng tôi mời quý vị và các bạn qua cửa hàng để xem xe và lái thử xe. Cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ số 16, phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Liên hệ số điện thoại 0905 608 883 để biết thêm chi tiết. Phụ trách kinh doanh, Phó Giám đốc Nguyễn Trọng Tuấn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Chúng tôi mua bán và trao đổi xe ô tô trên toàn quốc, nhận ship xe khắp mọi miền Tổ quốc. Trân trọng cảm ơn!
Mm-hmm.